Vợ chứ thì vậy mới nó mới xứng được chứ. Vô chứ còn một giờ đâu cũng vô, cũng vô đâu. Thằng đó có đứa con mà nó cũng có con đâu em theo. Gọi mình là phải nói vậy chứ mình đâu hỏi gì từ cái đó. Không phải mình nói chứ mình mới nói tôi hồi xưa nhà vợ cũ của em kể cho nè. Nhà vợ cũ của em ở ngay chỗ Trăm Vàng đó nha. Trăm Vàng bà giàu chứ mà. Ừ. Mà em biết em vô gia đình không? Trời ơi, má à, tao biết là thông vô luôn. Nhà nha, con anh, con em và con chúng ta, má nó là má nó mình nói, ủa là sao má vợ mình có người gọi là chị hai, có người gọi là chị sáu, ủa rõ thì mới biết á, ông ngoại là ba đứa con, bà ngoại là ba đứa con, còn hai người này mới nhập lại mới đẻ má vợ mình là đứa thứ hai trong gia đình, nhưng mà là thứ sáu thứ bảy gì trong cái tính từ trên nhìn kia xuống á. Con đó làm trẻ hết rồi, rồi bây giờ mới nào, ủa rồi mình dưới bên này có quan hệ gì với nhau có một miếng, rồi mình dưới với bên này có quan hệ không có một miếng, rồi đây dưới đây quan hệ gì với nhau, rồi giờ kêu xưng hô sao chứ sao hả? Có nghĩa là cái phòng bên này nè, với cái phòng bên này hai đứa nó không có bà con dòng họ gì hết á. Vợ nó nhưng... còn ở, vợ còn ở thôi rồi đó. thôi rồi nhưng mà mình ngồi mình nói nó phức tạp quá. Phòng bên này với phòng bên này thì nó không gặp mặt nhau bởi vì hai nó không có chung dòng máu, nhưng mà nó chung cái phòng ở giữa này, phòng ở giữa nữa này nữa anh kia, mà không biết theo phải nào luôn, nó trò chơi luôn gì đâu. Cái lon của em phải không? Đúng rồi. Mà mình ngồi mình nói này lon khui mới rồi đâu. Hello rồi. Hello. Thì mình mới nói. Để chưa nữa đây cũng không nữa đâu. Sao mà cứ mà con em, con anh rồi con chúng ta rồi giờ về rồi, cũng gặp này xưng hô sao, rồi gặp bên này xưng hô sao, rồi bên này cũng nói là mày giao bên này dễ bên kia. Mình nói thôi bây giờ phức tạp quá, bây giờ tôi đi tu nha, bây giờ không tính dòng họ, tôi kêu tu đi. Chứ bây giờ tự nhiên người kêu ra mày bên này mày bên kia. Bên tôi cũng vậy nên nhưng có khác như nè, cái thằng em vợ tôi á, đắt họ tuổi với em. Hòa Ninh nó bán ngay chỗ của chợ của là em vợ tôi đó. Cái ông già vợ nó hơn tôi vài tuổi à. Mà kia tôi kêu bằng anh hơn cả. Giá lớn tôi vài tuổi à. Tôi bây giờ tôi nhiêu tuổi mùi tôi ra tôi 57 tuổi. Vậy tuổi mùi vậy bằng tuổi mái con. Ừ. Thì anh cũng được vào. Để tay cho anh đi. 57 tuổi vợ thì vợ có 62. Kêu cho ngày nay vẫn đắng anh mình không. Kêu bây giờ. Tôi bằng má. Mày cũng chịu bác luôn cái trò. Nó cứ chết tóc miệng mình nói trời ơi má gì đâu mà dòng họ gì đâu mà nó dây mơ rễ má là nó không đâu ra đâu hết, quá trời quá đất nhỏ nhỏ không vô ra hỏi ba con xong rồi biết ba con dòng họ. Nên mình mới nói với mấy kia thôi làm gì làm má tránh vô thật, cứ con anh con em con chúng ta sao tôi quả hàng quá tụi bay ơi. Con anh con em con chúng ta nha, đó là phòng mà mình gọi là mình thấy trước mặt rồi, cái phòng bên ai nói kêu lưng, rồi cái sông lưng bên kia là nó thêm 2-3 phòng nữa, họ dính bên này dính bên kia, có cuộc có dính tới 3-4 đời lớn bên này nó kêu vậy thôi à, chứ giờ mà mình kêu xào lon là không có được, kỳ lắm. Cho 6 lon nữa cô ơi, 6 lon trồng nước đá luôn này, cô bả để bả đây điện thoại vô một chỗ luôn đi.